Xin chào mọi người nha, lại là em Liên Minh Thiên đây. Hôm nay lại giới thiệu cho quý khách hàng một mẫu đôn vuông nhá. Mẫu đôn này thì có kích thước bề mặt là rộng 34, vuông 34 là cái mặt lê này và cao 55 nhá. Đây, có hoa văn bên trong rất là đẹp luôn. Hoa văn rất đẹp. À, tại phần thân này là hoa văn cây 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 hoa mai này và phía bên trên diềm này còn có hoa diềm mái này. Hoa diềm nhá, rất là đẹp ạ vuông nhá thân vuông của nó mặt rộng 34 thân của nó chắc khoảng 20 gì đấy các bác ạ đấy mình có thể dùng là kê chậu này hoặc là mình làm uh, làm đôn làm đôn chắc cái này chỉ kê chậu thôi bởi vì là đôn cổ nhà thì nó hơi bé Ở khuôn bằng chất liệu nhựa composite nhá rất là đẹp luôn đây các bác có thể thấy này bên bình thiên gia công này nhựa composite nhưng mà khuôn rất là kín khi này các đường chị này góc chị này Đấy, các bác có thể thấy rất là đẹp luôn nhé. ai nào quan tâm thì kết nối với em nhé. em đã quay rất là nhiều video rồi. chỉ mong nhận được những lượt thích của các bác thôi. hãy thả tim cho em nhá và hãy follow kênh của em để cập nhật các video hay ạ